Rồi chúng ta tham gia dự ủng hộ cho em một đội cuối cùng để chuẩn bị quen ông cầu mở thưởng một tặng phẩm giá trị rất là cao, như là một bộ trang trí có niệm Elena, cũng như một con gấu to đùng, ghé đi Susu. Đừng có bán vé đó, là bộ ngồi lấy vé số bù vô với mẹ. Nhanh lẹ lên luôn. Rồi vòng cuối cùng bà con ơi, khán giả mình ai mua vé rồi thì giơ tay lên, còn ai không mua nữa thì em xin được phép tổng kết bà con. Dạ, em biết khán giả mình đã cũng tham gia dự từ đầu cuối, từ đầu chương trình đến giờ thì cũng trời ơi, tạo gì ta mua vé kìa má. Đưa nguyên cái chảo cho mà bán vé đi, rồi ủng hộ lên làng anh luôn. Vòng này cũng là vòng đội cuối cùng rồi khán giả, thương tình. Dạ, ai có bao nhiêu có việc chơi bấy nhiêu đi khán giả. Tặng một... em hết chị luôn. Sao mới nãy con nhỏ này nè, nó bán vé xong nó gặp anh trai bên đó, cái nó te te nó đi, nó không lấy tiền. À nãy nó có nói rồi, cái này chị lộ trừ lương nó. Nó cho bao nhiêu người rồi đó. Rồi lại làm nó luôn, bây giờ còn mấy nó vé cuối cùng rồi khán giả ơi. Chị lộ ơi, coi tổng kết đi chị. Không hiểu ở đâu cũng ai được. Rồi vé đều hết trơn rồi đó. Ok trời, đúng không? Công nhận xu nó mặc bộ đồ tưởng tượng nó như bà bầu chuẩn bị đi đẻ không mà trời. Đâu em nhìn giống như mấy bằng bóc túi ngoài bùi viện á. Hay vô lẹ đi chị. Hay vô. Hay. Hay. Hai đứa hay qua hay lời đi, vé còn một nồi. Massive bum bum. Vô su. Mọi người su ngoài ra su còn có biệt danh nữa là nói tiếng Anh rất là giỏi. Su vô lên nói tiếng Anh cho mọi người nghe kìa su. Rồi cả nhà ơi, cả nhà hãy tập trung chú ý vì đây là vòng loại cuối cùng sau buổi tối ngày hôm nay. Gì mà ta la dữ gì bà nội. Trời ơi, nó móc mắt chị rồi. Thôi ơi, coi, sao ta la dữ vậy? Trời ơi, trời ơi, con Su mà nó gặp con gái đẹp nó lòi đàn ông ra à? Nhìn chỉ ngon quá. Trời ơi, bà ơi, bà tội chết. Hai má mà đẻ ra là OBD môi đó bà nội. Lớn lẹ. Rồi quý vị ơi, và quý chị nào đã có phấn và có vé trong tay thì tập trung hết 100% công lực của mình tối nay, hướng mắt về sân khấu để cùng nghe những tiếng hát của chúng em kêu những con số cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Kìa, người ta giơ tay kìa bà đuôi. Trời ơi, chào con mẹ bán cái số bà đuôi, coi dành nhau kìa. Trời, chị từ, chị ơi, chị từ. Trời, con này nó không thèm bán luôn, nó đứng tạo dáng luôn rồi kìa chị. Và ngày mai là ngày cuối cùng trong tháng này, tháng sau tụi em mới diễn lại nha bà con quý vị. Đó là ngày hôm nay. Bà nội ơi, Lô Tô Show chứ không phải Việt Nam Next Top Model. You wanna be on top. Khoan, mới nãy cái khu của Su nó mới về đứng nó dẹo xong nó đi, cái anh kia nói ủa sao mắc cái bóp rồi. Su lắm nè. Bàn tay nhân ai. Bàn tay nhân ai. Vừa nổi tiếng rồi mà ăn tay tiếng là chết nha, không có được nha. Đó là ơi, này nỉ màu dày với chó bà con ơi, bây giờ là vòng chót rồi nha quý vị. Bà em con ơi, lại luôn. Vòng chót rồi, bán mà không hết tối nay chị lũ cho anh Cường. Và quý vị thân mến, quý vị có thương yêu đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, quý vị có thể share và like ra fanpage đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời nha quý vị. Và trên đó tụi em có cập nhật lịch diễn và thông tin chi tiết của từng thành viên, đặc biệt là Facebook cá nhân. Và quý chị nào chưa biết Facebook cá nhân của từng thành viên, bây giờ sẽ giới thiệu qua một dòng cho quý vị biết nha. Đầu tiên, người đẹp Kim Lài phía dưới có Facebook có nick là Lệ Tú Nhà. Đó, nick Facebook quý vị phải search là Lệ Tú Nhà thì mới thấy nha. Dạ, Facebook của em là Nguyễn Thanh Sơn nha mọi người. Đó, Nguyễn Thanh Sơn. Dạ, còn cô Nam Trà, search cô Nam Trà sẽ không ra, search là Quang Thịnh. Dạ. Dạ, kế bên đây nè, Su thì quý vị search Su cũng là sometime là sẽ không có ra đâu. Search là Trần Gia Quy là sẽ ra ha. Còn ở đây là dì em, giới thiệu đi, dì Sơn. Hoài Sơn nha quý vị, Mai Thiên Tai là Hoài Sơn. Còn... Rồi muốn biết Facebook của em thì Mẫu Đạt, rồi xong. Thì mọi người tại sao biết lại là có cái tên là Mẫu Đạt không? Đều kể cho nghe. Thì nó có cái sự tích của nó. Em nhớ là cái đây là rất là lâu. Dạ quý vị ơi, còn riêng á, trên đây là Nhã Vi là single Nhã Vi luôn. Dạ còn tên thiệt là không ai biết luôn.
Dạ. Dạ còn cô nhỏ nó cầm cái nón nó che nè là Tâm Thảo đó quý vị. Dạ. Trần Vũ Tâm mớm nha quý vị. Đó. Còn bên đây, dạ Yumi, sệt Yumi hoài không thấy luôn, sệt Nguyễn Thanh Sang nó mới ra nha quý vị. Đó. Mai cái gì vậy bà nội? Mai Quang Sang đó. Còn bên đây là Thanh Thanh thì Thanh Thanh sẽ không thấy. Mà thấy là Nguyễn gì? Thảo ơi. Nguyễn Huy Khanh mới ra. Ngoài trời đang mưa đó, thiên lôi giờ ngó bà đó. À còn quý vị mặc cho cao đi ha. Dạ, còn quý vị ở độ cho bà một cái rồi bà đi ha. Ừ, xuống chị. BD khét nghẹt. Dạ quý vị còn tìm Facebook của em thì cái tên rất là nho nhã, Khải Quốc Lâm nha quý vị. Dạ anh chị các bạn Facebook với em tên là Trần Gia Huy nha quý anh chị. Trần Gia Huy không phải là Huy Hùa mà là Huy Ác nha quý anh chị. Dạ chắc là gì vừa là chị. Cái miệng mày méo xẹo rồi kìa, nó giật rồi đó. Em bị tai biến mà chị biết. Dạ quý vị, bây giờ ai có vé tim tai hướng mắt về sáng mà bắt đầu. Do Sử. Chưa hả? Trời bà bán tới quận mấy rồi trời. Ta bán quận nhất, ta ngồi, ta đợi hết trơn nè, còn mẹ Bình Tân chưa xong. Dạ rồi, kính thưa cô bác chị, dòng loại này là dòng loại cuối cùng, cho nên ai chưa có vé. Còn 4 chót cái gì ơi, còn 4 cái chót. Ai chưa vé mình chơi lút cây cán bên ai cô bác chị ơi. Làm ơn đi. Chơi cho đã, nó cái nư. Còn lại mẹ giấu con đàn ông của mẹ vô đi. Chị bây giờ chị giấu cỡ nào ta cũng biết trên đây bóng không chị. Hỏi giấu. Mấy vé nữa hết chưa? Ôi hết luôn đi. Rồi còn nhiều nhai ăn đi. Số gì ra? Mấy gì ra cờ ra con mấy? Con mấy gì ra nhạc lớn lên dù em anh ba nhạc. Mấy gì ra? Chị chính mấy gì ra? Mấy gì ra? Mấy gì ra? Cờ gì đây? Cờ gì đây? Con cờ gì đây? Cờ gì đây? Con cờ gì đây? Cờ gì đây? Đâu xa để rồi mất ra. Còn số 7 đi. Còn số 7. Còn số 7. Số gì ra? Còn số 7. Còn số 7, còn số 7, số gì ra? Còn số gì đi, số gì đi, còn số gì đây? Năm gì ra? Năm gì đi, con năm gì đây? Chiếc xe mini dài 20 thước. Quan quyền ngồi trước là bóng ngồi sau. Hai người chơi PD dài về thốt nốt. Năm 11, năm 11, năm 11. Năm 11, năm 11, năm Hãy subscribe.
gì đây ba gì ra.